Tích điểm skill nào hết trời. Từ phút đầu chúng nó sẽ lắng cho mình lên kêu chứ. Khét thế. Rồi đúng rồi. Mà nó gần gì nó hết skill nè. Dễ dễ hơn. Đúng rồi, lắng đi, lắng đi. Kêu lên đảo lại. Có một đứa này lên không sướng nhất. Ba bốn đứa chồng lại là mới đã. Bốn điểm là cũng được các bạn. Bốn điểm là mười mấy phần trăm sức mạnh Minwood rồi. Cũng khỏe rồi. Con này các bạn tích tầm được 5-6 điểm thôi. Đùa mắt kinh. Mà nó mang lan chưa mình á. Tại thường thường trên cộng đồng á, kiểu như thằng nào đuôi hay á, là tụi nó hay chọc là hách. Kiểu như đuôi như hách á. Còn mà mấy thằng nó chữ nữa là khác nữa. Chiêu đã quay đạn luôn. Hả, hình này căng vãi. Nào, lần này anh tiếp hết. 10 điểm kỹ năng thì tuổi hết. Nó bị tụt lại phía sau đó rồi. Lúc đầu lắng ghê thiệt. Tại cái xe mình bây giờ mạnh quá rồi. Nó hết cái tuổi rồi. Còn lại con này đó. Khúc đầu nó phải vậy đó. Lắng lắng như vậy đó. Nó lần kêu sướng thiệt. Dạ, bro nữa rồi. Kéo trò này luôn nha. Tiếp nào trên boss thì các bạn cầm con này các bạn càng kéo thì nó còn càng khỏe nha. Kéo nó mới phải kéo nó, tốc độ nó cao dễ kéo nữa.
Rồi, không nên bung. Chừng nào nó mới fix cái map này ta. Là mình đua cũng thấy ít bung. Trên nó thấp tí chứ trên cao cao mình thấy mấy thằng có trình nó không bung không à, nó đua và nó là nghiêm túc không à. Giờ mình thấy thằng kia nó quay đầu xe lại nó tông mình luôn sao. Mấy cái pha xịt chữ hướng là vậy. Nó còng giật vô tường luôn. Nó xì ra pha đó mình định nhấn ECO. Làm bị loạn. Cái này không biết xài ECO chỗ nào luôn. Hơi rối rồi. Cái màn này cũng kiểu một mắt khó các bạn. Lâu lâu mình động vô mình đua vài ship. Cái mẹ sầu vô đó người kia. Mấy thanh niên kia chắc kể hết rồi. Nó này có vạch tương tốc không ta? Thằng kia nó chạy đất glory trời. Con này chạy vẫn trước. Chạy lúc nào cũng mới vô của mình cũng phóng trước hết. Đúng đã luôn. Có thể như map dài nó thua một xíu những con khác. Nhưng mà cái đầu vẫn là đã. Có chỗ và tăng tốc ngày đó à. Đó, lực cũng cao. Con này chạy móc này là bad rồi. Ok thôi, chắc clip đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thấy hay thì cho mình một like ủng hộ mình nhé bạn. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký nha. Để mình ra clip thì các bạn có thể xem ngay luôn. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.